Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt và may, thiết bị, nguyên phụ liệu và vải 2024 Sài Gòn Test, Sài Gòn Fabric đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là diễn đàn cho các chuyên gia trong ngành chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng năng suất và tiết kiệm chi phí trong ngành dệt may. Tham gia triển lãm, Data Color Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những công ty dẫn đầu về các giải pháp quản lý màu sắc, cung cấp phần mềm, công cụ và dịch vụ giúp đảm bảo quy trình chuẩn hóa màu sắc cho các ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành dệt may. Data Color là một công ty được thành lập từ năm 1970 với trụ sở tại New Jersey, Hoa Kỳ. Trong hơn 50 năm qua, Data Color đã ứng dụng khoa học màu sắc vào các thiết bị và phần mềm của mình để mang đến các giải pháp màu sắc cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Có mặt chính thức tại Việt Nam từ năm 2017, Data Color đã liên tục cung ứng cho thị trường các thiết bị tiên tiến, phần mềm hiện đại và một đội ngũ chuyên viên giàu chuyên môn hỗ trợ nhiều doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong quy trình kiểm soát màu sắc, giúp đẩy nhanh quy trình phối màu nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí.